Ông đi đâu? Cô, cháu đi học ạ. Đi học à? Vâng. Ông đi học sao ông lén lén lút lút như thằng ăn trộm nhá? Đâu, cháu muộn học cháu vội thôi. Đâu cái gì? Cả ông này nữa. Hai ông có nhìn thấy cái chữ gì kia không? Ừ. Chữ gì? Đóng tiền trọ đúng hạn. Đóng tiền trọ đúng hạn. Tiền đâu? Cô Vân, cho con gửi tiền tháng này ạ. Nhưng mà thiếu một nửa quá ạ. Bố mẹ con chưa gửi tiền lên. Ông là tháng nào cũng đóng một nửa chứ không phải là bây giờ nhá. Còn ông này tiền đâu? Dạ, bố mẹ cháu cũng chưa kịp gửi lên. Sao hai ông giống nhau thế hả? Tôi cho ông nợ 5 ngày nhá, được chưa? Vâng. Hết 5 ngày thì xuống tiền giả cho tôi, biết chưa? Vâng. Đi học đi. Dạ vâng ạ. Đi thì nhớ giữ gìn sức khỏe mà còn đóng tiền trọ cho tôi đấy nhá. Vâng, vâng ạ. Cô yên tâm. Chào cô. Tính lên. Còn hai ông này định thế nào đây? Có ăn uống gì không thì để tôi còn biết tôi đi chợ. Có chứ ạ. Có. Thế thế nào? Một thằng bảo có, một thằng bảo không. Đừng để đến lúc ăn gì xong rồi người ta bê cơm ra xong rồi hai ông nhảy vào ăn ké nhá. Bọn cháu còn định đăng ký thêm 12 tháng nữa luôn đấy ạ. Đúng không ạ? Thế chốt lại là ăn hả? Vâng. Ờ, thế được rồi. Cơm cô Vân nấu càng ăn càng thấy nghiện ấy. Ô ông. Mày hay nịnh thối lắm. Cháu đi ăn đây. Để anh bê cho. Để đấy anh làm nốt cho. Vâng ạ. Ôi, ngon thế. Em bị đóng tay à? Để anh thổi cho nhá. Đồ của tụi anh nấu càng ăn càng nghiện ấy. Thôi, anh ăn đi. Nóng đơn không? Nóng đơn. Cô Vân ơi! Mẹ trứng này cô mua bị lỗi rồi. Toàn lòng trắng thôi. Hôm trước cháu ăn một quả cũng không có lòng đỏ luôn. Chết vì ăn. Con gà này bị vô sinh rồi. Alo. Ơ kìa em. Giờ này vẫn đang ngủ à? Sao thế anh? Em quên sáng nay em hẹn mẹ anh à? Ôi thôi chết! Sao không anh không nhắc em? Họ hàng nhà anh ngồi đây ở đây đây này. Thì bây giờ anh cứ bịa tạm. Bây giờ là cao cúc. Đi đó mà, vậy nha. Ừ thôi được rồi, em đến nhanh nhá. Chắc là con bé có việc gì đột xuất. Mong các bác các cô thông cảm cho cháu. Không sao đâu, các bác các cô đây ấy, rảnh mà đợi đến chiều tối cũng được. Cô cứ yên tâm. Ngày xưa chuyện lễ nghĩa như thế này với chị em mình là kinh khủng lắm. Đi xa nhà chồng á, con mà sợ nem đép ý. Con như chúng nó bây giờ như thế này đâu. Rồi. Mà thời buổi bây giờ nó khác rồi. Chúng nó bây giờ là dâu Tây, chúng mình ấy chỉ là dâu ta thôi. Vâng, dâu Tây. Tây thì nó mới delay. Delay thế này dạ, thì có phải. Thưa các cô, vợ cháu sáng nay lại có một chút việc bận đột xuất ạ. Hình như là đi đám ma bạn hay sao ấy ạ. Thế cho nên là đến muộn một chút các cô các bác thông cảm. Tha là không đừng được. Đám ma đi đám ma. Mẹ cũng đoán thế. Chứ con Nhi ấy, có bao giờ nó sai hẹn đâu. Dạ vâng ạ. Dạ, cháu chào bác ạ. Dạ giới thiệu với các cô các bác đây là vợ cháu đấy ạ. Cháu chào các bà các bác ạ. Ok. Ủa, thì hóa ra là chính gà lên bà rồi. Nhi. Nhi ơi, con đi đám ma về đây hả? Dạ không, cháu ngủ quên mất. Thế sao Thuận nó nói với mẹ là con đi đám ma cơ mà? À dạ,
sáng nay con đi đám ma sớm lắm cho nên là chưa tới giờ qua nhà mình, con về ngủ cho nên quên mất. Ôi giời, anh Nghĩa sợ thế đấy. Nhi, lại đây mẹ bảo. Mẹ giới thiệu nhá. Dạ. Đây là cô Thanh này, cô Hương, cô Giang, là em gái của bố đấy. Dạ, cháu chào ba cô. Dạ. Cháu xin lỗi hồi nãy cháu gọi nhầm là bà. Ôi, gì không sao. Thế còn đây là bác Hòa này. Đây là bác Oanh, vợ của hai bác trên bố đấy. Dạ, cháu chào hai bác. Thôi, con ngồi đi. Dạ. Các bác, các cô, uống nước đi ạ. Dạ vâng. Thế việc cưới xin hai đứa lo đến đâu rồi? Dạ, bọn cháu cũng lo hòm hòm rồi đấy ạ, sắp xong rồi ạ. Thuận, dạ. Xem thế nào, bồi dưỡng cho vợ đi. Ai lại để gầy thế kia, ít nữa mà có bầu á, con bằng cái ngón tay à? Dạ vâng. Giời ơi, ngày xưa thì tôi cũng khác gì nó đâu. Lấy chồng đẻ con, bây giờ nó cứ nói như thế này này. Trời chồng to anh Sướng nhá. Sắp tới á, nhà chị tha hồ mà đông vui. Chứ chả như bên nhà em, cứ hai ông bà đi ra đi vào suốt ngày ở nhà ấy, chán lắm chị ạ. Từ ngày cho chúng nó ra ở riêng, nhà em buồn lắm đấy chị ạ. Chị đã nói với cô rồi là đừng bao giờ cho chúng nó ra ở riêng. Nhưng mà cô có nghe chị đâu. Đúng đấy, cho chúng nó ra ở riêng á, mình rất là buồn. Nhưng mà chúng nó cũng có sung sướng gì đâu. Vâng ạ. Sao lại không sung sướng ạ? Ôi lấy chồng thì biết con ạ. Cháu vẫn chưa hiểu lắm. Tòi ra hai đứa hiểu liền, ngập đến tận đầu. Bưởi lắm nhỉ. Đúng rồi. Đang hàng con nước. Đi vào bổ bưởi đi. Đợi lâu à? Mẹ để con biết bưởi nhà mình để đâu. Thôi. Thuận, để cho con dâu của mẹ trổ tài chứ. Đúng rồi. Sao bổ bưởi đi cho các bác các cô. Cháu xin phép. Các bác các cô ăn bánh uống nước đi ạ. Mời mọi người ạ. Ôi giời ơi. Bưởi kiểu gì sao này? Sao con lại bổ bưởi như thế này? Cháu dâu khéo thật đấy. Thôi để tôi ăn thử đã nhá. Thật đấy. Ôi giời ơi. Dạ, hai bé. Ôi giời ơi. Cái váy của tôi đắt tiền thế này. Dạ. Dạ đây cô ạ. Em nghe điện thoại đi. Cho cháu xin phép nghe điện thoại à? Alo hả? Bị tai nạn, thế tao qua ngay. Bạn cháu bị tai nạn, cháu xin phép đi trước ạ. Ôi giời, chết rồi, lại tai nạn. Lại tai nạn.